Thưa quý vị và các bạn, đời doanh nhân với biết bao gian truân thăng trầm, đằng sau sự thành công của một doanh nghiệp đó chính là mồ hôi nước mắt của những doanh nhân đã chèo lái con thuyền để có thể khẳng định được thương hiệu và vị thế của mình. Và ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa về nền kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại, vấn đề cạnh tranh đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ thị trường trong nước mà còn vô cùng khốc liệt của thị trường quốc tế. Chính vì vậy, sau này người chiến lược cạnh tranh và phát triển bền vững thì mỗi doanh nghiệp, doanh nhân và đặc biệt là người đứng đầu cần có tư duy đúng về thương hiệu để từ đó có những quyết định đầu tư xây dựng để phát triển doanh nghiệp ngày một vững mạnh hơn. Vâng, thưa quý vị, và để chọn ra những doanh nhân tiêu biểu sẽ vinh dự nhận được chứng nhận và biểu trưng của chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Trần Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, và ông Phạm Bá Dục, nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội, sẽ lên sân khấu để trao chứng nhận và biểu trưng cho các doanh nhân. Xin được trân trọng kính mời hai vị. Và sau đây xin mời các đơn vị có tên sau đây sẽ cùng lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu doanh nhân Nguyễn Trọng Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VNTIS Việt Nam. Với niềm đam mê, tài năng và bản lĩnh của một doanh nhân trẻ, ông đã đưa sản phẩm camera giám sát không dây cao cấp khác biệt đến với người tiêu dùng, giúp cho cuộc sống của họ trở nên an toàn hơn. Vâng, xin chào.